Một chủ tàu chuyên đưa khách du lịch tham quan đã quay lại hình ảnh hai con cá voi lớn bơi lội tung tăng trước làng biển Phước Đồng. Một số ngư dân bắt gặp cá voi cho biết mỗi con cá voi dài hơn 10 mét. Sở dĩ cá ở lại vùng biển ven bờ khá lâu vì hiện tại trời có gió lớn và biển có sóng nên cá chưa thể bơi xa.